Một vị sư ẩn tu nói thẳng thắn về vị sư Minh Đạo và những lý do vì sao vị sư Minh Đạo này phải ganh ghét với sư Thích Minh Tuệ cũng như sân si với ngài ấy thì câu chuyện như thế nào? Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Vì ông nói là ông nói theo kiểu mà ông phản đối cái này ông tu mà nó cái đầu đà ra bây giờ ông Minh Đạo này ông ấy là coi như là ông ganh tị cái giữ mà tuyệt dục ông chưa được giữ được thằng ông đâu có như ông Minh Tuệ người ta đã có long thần hộ pháp độ người ta rồi. Hoàng Linh miền Tây kết nối trái tim Việt. Dạ con chào sư. Rồi mô Phật. Dạ. Thì hôm nay quay lại với sư, ở đây là sư ở trên núi. Thì cũng xin đưa với cô chú anh chị thì dạo gần đây cái hiện tượng của sư Minh Tuệ thì được rất là nhiều bà con bàn luận, ngay cả những vị tu sĩ. Không biết dạo gần đây sư có theo dõi vị sư Minh Đạo không á sư? Có. Có theo dõi từ Dạ, sư Minh Đạo có nhiều vấn đề cũng không hài lòng với sư Minh Tuệ. Cụ thể như là sư Minh Đạo nói là sư Minh Đạo đi 15 năm mà không có bị chai chân. Tại sao sư Minh Tuệ đi có mấy năm mà chai chân đó là như thế nào sư? Cái chuyện của ông Minh Đạo ông nói thì nói là ông nói vậy thôi. Chứ bây giờ ông mà làm sao bằng ông mà ông Minh mà ấy được. Thì ổng nói là ổng nói theo kiểu mà ổng phản đối à. Ổng phản đối lại là cái ông này ổng tu mà nó cái đầu đà à. À, ổng nghĩ bây giờ là các Phật tử theo ông mà quá thì thành ra bây giờ ông Minh Đạo này ổng ấy là coi như là ổng ganh tị à. Ổng ganh tị như là giờ đó ông tu một cái kiểu như người ta nói cho ổng là coi như ổng chưa giữ giới là còn có gia đình cái nữa đó việc dục được đó thành ra bây giờ cái người quá tánh người ta thấy rõ rồi à, ông Minh Đạo này rồi thành ra bây giờ là ổng ấy nghĩ gì là ổng danh tị ông kia à. Nhưng mà cũng người tu với nhau tại sao ganh tị á ừ. Nói gì chứ nó cũng là cũng vì cái miếng ăn con cũng vì cái miếng ăn con cũng vì cái miếng ăn hỏi bây giờ đó, là Phật tử đó, nếu mà qua bên ông bên kia nhiều quá thì coi như là ông này đói tại vì ông này ông lên tiếng như vậy thì ông làm ông không lấy tiền mà ông đi Phật tử người ta được ra được phước đó. Còn ông nội này thì coi như là cái gì là không về bên ông Minh Đạo này ông mới nói kiếm chuyện này kiếm chuyện kia à, cũng như mình nói ra đó là các mấy ông sư mà tu mà cái kiểu mà về mà kinh tế đó thì ông phải ganh tị chứ ông tu không lấy tiền à. Theo mình nói cái vụ mà tu này đó là nó cái ông mà không lấy tiền là cái Phật tử nó đi nhiều hơn rồi phải không chỉ là người ta độ chỉ đủ ăn thôi à, còn này mấy ông này tu là coi như mà ông tu gì mà bán tất á bây giờ tiền bạc lấy người ta biết coi nhưng mà nó mà chùa chuyện này kia nào mà lên đối pháp rồi nó tàn Phật Thích Ca mà có ông Phật Thích Ca nào mà như là ông Minh Đạo này ông vô ông ngồi ông nói chuyện là những kia nọ đâu phải là cái người mà tu được phải hành chứ ông ngồi này không có hành gì đâu mà ông nói ra là đâu thần thông này kia đó nó đi 15 năm là không đáng đi 15 năm mà người ta thấy ông đi xe là nhiều rồi tiền bạc gì ông nuôi vợ con ông này kia nọ rồi ví dụ ông nói ông đem cái xe đạp ông mà ông nói đem xe đạp cho ông mới đầu thì ông nói cho ta à, ông nói ông cho ta sao bán 8 triệu gì đó rồi ông thiếu nợ gì đó mà hỏi thầy chùa thiếu nợ 300 triệu à, có Phật tử nào kêu ông cất cho chùa mà 300 triệu không nói giờ ông thiếu 300 triệu thì bây giờ coi như là mà các cái nước ngoài người ta thấy cái chuyện này là không có rồi ông Minh Đạo này ông là người giả dối ông phải lên tiếng ông quậy bán ông nói này như nọ chứ người ta ai có nói giọng đâu. Nhưng mà sư Minh Đạo nói sư tu như vậy là sư có cái thần thông đó là thì sao lại cái thần thông thì ông nói bằng cái miệng ông thần thông nào tôi nói chú tu cũng phải giữ giới chứ không đặng đó thì ông phải giữ giới cho giữ dằn mới được chứ mới có thần thông nhưng không giữ giới làm sao mà có thần thông được
Bây giờ cái giữ mà tiệt dục ông chưa được giữ được, thằng Thông đâu có. Dạ, nghĩa là ông còn vợ con, còn gia đình. Vợ con, gia đình làm sao mà có thằng Thông được. Thằng Thông là chú phải giữ giới, là cũng như là ông Kinh Tạng đó, là phải là giữ giới năm giới thôi cũng được nữa. Dạ. Năm giới là mình tu theo kiểu mà người bình thường thôi. Đó, dạ. cũng có làm thần của pháp độ nữa. Còn là cái giới mình tiệt dục không có mà hỏi thầy chùa mà đi thiếu nợ sao? Dạ. Ví dụ giờ ta cúng dường như mình làm nhiêu. Dạ. Đó. Còn không thắng cũng thôi. Các chi chùa bự, người ta tượng bự, đắp cốt đợi cho ta cúng dường là gì? Trời ơi, tiền ta cũng bầu hôi nó mất. Rồi ổng ganh tị này kia nội giờ cuối cùng bây giờ ở nước ngoài ta mới lột ông ra. Dạ. Ta mới lột cái ông này, tại sao ông này ổng tu mà ổng không có tiền mà ông này giờ ổng nói thiếu thượng 300 triệu. Bây giờ hình như bây giờ 300 triệu chết đứng rồi. Nếu mà Nguyên Tạng không lên chết đứng rồi. Dạ. Thì ông lên ông đập luôn cái nồi cơm rồi. Tao nói là giờ tội nghiệp đó. Ông kia thì giờ ổng để đứng lên. Đó, ông đứng lên để mà ông cứ. Mà nói giờ ổng lo cho Phật thì Phật lo cho ổng, là mình cũng thấy mình người ngoài đời thì mình sợ ổng. Sợ bị mấy cái ông sư mà đập ổng cái nồi cơm, ổng giờ ổng tìm cách nè. Chư cô giả nè, rồi tăng giả nè, rồi lộn vô trong đó. Kiểu như trà trộn vô. Trà trộn vô phá mà Nguyên Tạng. Hả? Nó sư Minh Tệ. Khá Minh Tệ đó, khá dạ. Minh Tệ đó. Thì khá ông Minh Tệ này là phá, mà như ông Minh Tệ người ta đã có long thần hộ pháp độ người ta rồi. Dạ. Thì giờ Dương Gian Âm Phủ đồng nhất lý bây giờ bên mặt chánh quyền ông cũng có làm rồi, cái gì cũng làm như trời, thì giờ ông đậu hết trơn rồi. Dạ. Thì ông đâu sợ, mà liều cái sợ mình ở ngoài mình sợ. Thì nó ẩm yêu lắm, nó ẩm yêu để mình giờ mình lấy rồi. Nó tranh cạnh nó, chú cũng biết rồi, chú là người luôn chút, cũng biết cái thời lượng trước rồi. Thời trước mấy cái ông nào mà nó tranh cạnh với nhau, nó giết cho rồi. Bây giờ thì nói chung ra cái ông Minh ấy là ông không chịu được đó, tại vì ông có long thần của pháp độ ông. Yeah. Còn Minh Tạng thì ông nói gì chứ rồi chó sủa rồi chó cắn ai nói. Yeah. Nói cho giữ chứ làm gì được gì. Nhưng mà bà con ta cũng đang thắc mắc tại sao đồng tu với nhau mà không thương nhau, không quý mến nhau mà kiểu như lên còn nói như vậy thì vì cũng vì miếng ăn nhau không. Yeah. Vì miếng ăn nhau không, bây giờ tôi hỏi giờ chùa chiền mà cất mà 300 triệu, nó cái người ngoài đời người ta không có nhà ở, đã nhà trọ mà cất như chùa bự chưa. Dạ. Yeah. Không, mà ông Phật khi nào kêu cất gì. Thành ra giờ cái đợt này là cái đời mạt pháp này nó chung ra ai là người tu chính trực thì đậu, còn người nào mà tu giả dối thì từ từ lú luôn ra trên đời. Bây giờ tôi nói chú nghe, bây giờ ông Minh Tạng này á, ổng mới nói những câu nói gì nè. Ổng nói ổng đi 15 năm, cái giò ổng có thần thông, rồi ổng thổi với ổng làm bùa làm nhảy, mà thấy ổng có làm đâu, mà có thấy ổng lộ đâu. Có kỳ đó thấy ổng nói với ổng đấu với con bé gì quên, con Trường Lan, ổng ở chỗ góc ba góc tư ở thành phố, rồi thấy ổng đổi nó khơi, ổng biết ai đâu biết. Nhưng mà ổng nói chừng nào thì coi mấy ông luôn tức này ta theo dõi thì bắt đầu là lú luôn ra. Ổng nói là nào chết thì nấy. Yeah. Ổng nói chừng nào là luôn tức này ta đâu có bỏ. Yeah. Ta theo dõi ta biết luôn. Tại sao gốc gác ta biết ông ở trên trời? Mà tại vì người ta có nói. Tại vì ổng nói là ganh tị với nhau, ganh tị những người hiền đó. Mà những người hiền thì mắc nạn gì. Đó. Yeah. Thì coi như ông Minh Đạo này á, ổng là con người là, hình như nói mình tu kinh doanh chứ không có nói gì. Tu kinh doanh là sao chứ Vũ? Tu kinh doanh là ý của ổng á, ổng làm chùa lớn lên để cho người ta cúng dường nhiều. Dạ. Đó là kinh doanh đó, là như là cái giả thấy như mà đem Phật ra mà lấy phe cho người ta cúng dường. Dạ. Rồi ổng mới nói ổng là người giỏi sao được. Giỏi là ông phải giữ giới, chứ ông giỏi mà không giữ giới thì cũng như không. Bây giờ ngày xưa Phật á, ổng khi mà ổng đã kịch, ổng nói bây giờ ổng ai thầy, bây giờ mình giữ giới là thầy. Mình giữ giới được là mình được thầy. Quan trọng là giữ giới. Giờ quan trọng mình giữ giới à. Bây giờ thí dụ như cái giới mình, bây giờ mình đừng có ăn nhiều, mình đừng có ngủ nhiều, mình gặp người nào mình cũng giúp đỡ, bây giờ mình gặp ba những danh tị. Cái đó là đâu phải người tu. Đâu phải người tu, người gánh tỷ gì. Tu về hỷ xã. Hỷ xã là coi như không có chấp gì vậy. Người ta nói phải cũng nghe, nói quấy cũng nghe. Mình chấp là chính bản thân là mình không phải là người tu rồi. Dạ.
tu mà chấp sao được đó. Dạ. Tu mà chấp rồi ganh tị nói này nói nọ cho đủ thứ, nói cho phá cái đạo người ta, rồi tìm cách này kia nọ. Tôi nói thí dụ như đây, bây giờ nói về nói sơ sơ ngang bây giờ là cái vụ mà ông Minh Tạng mình, ông ấy mà ông Minh gì là Minh mình nè, Minh Đạo Minh kia kìa, ông Minh Tệ mình đó. Dạ. Cái người mà giả ra thầy sư cô mà lại cạo đầu người đó là biết cái người đó rồi. Dạ. Mà như người ta không à, biết cái người phá rồi. Giờ giờ ông Minh Đạo này á thì coi như ông chỉ mượn lời nói rồi ông nói thôi chứ không có làm được. Dạ. Ông mượn lời nói rồi ông nói là ông quỷ bán cho ông không có cái uy tín gì hết. Đã không uy tín rồi đó, sợ là sợ cái phe bên kia kìa. Yeah. Sợ cái phe mà bên kia là phe cũng là ông đồng hồ đó, ông đó đó. Yeah. Ông Lét ông đồng hồ đó, cái ông đó là có thể là diệt ngừ đó, không phải cái chẩn đâu. Không có chuyện là nói chuyện không có một chút đạo đức nào vậy. Theo như mình làm một vị tu chân chính đó, nếu mà mình đạt được cái pháp cái thần thông, mình đâu có tiết lộ cho biết mình đã có cái thần thông gì đó. Đâu nói chị mà cũng không ganh tị nữa, tự cái nó ra cái hào quang ra, cũng như mà ông Minh lấy mình đó, ông Tệ mình đó. Chứ đâu phải có thần thông hay không thì mình cũng không có cần phải tiết lộ cho, mà không cần tiết lộ nữa. Dạ. Phật đâu có cho xài thần thông. Dạ. Bắt nó không cho xài thần thông, trừ ra là bắt nó chỉ là ngày xưa là chỉ có ông A Nan thì nó xài thôi. Dạ. Chứ không cho xài nữa, xài là chỉ là bắt dĩ mới lấy ra xài. Chứ không phải nói thần thông mà đem đi xài sao được xài. Tôi nói giờ ông Minh Đạn đó ha, ông nói còn nói gì nè, ông nói giờ tụng chú đại bi của ông chưa dám tụng, mà mình đạo cái chuyện đó là nó quá đáng. Sư phụ ở đây là cũng một người tu hành, liệu hôm nay sư phụ phân tích những đồng đạo của mình vậy, người đời sẽ nói mình ganh ghét không sư phụ? Bây giờ nói chung ra tôi nói là tôi nói, bây giờ thời gian thì nó không có đợi mình đâu. Yeah. Mà giờ mình người tu chân chính thì mình nói theo chân chính. Yeah. Ngoài đó chứ không phải tu mà ngồi đó cỏ mỏ tụng kinh gặp ai rồi cũng không nói, không mình nói cho người ta hiểu, người ta biết, chứ không phải mình ganh tị. Không, tại vì mình nói để cho người ta biết chứ không phải là để cho người ta sửa. Chứ giờ mình không phải như ngày xưa chạy chặt chạy không được, là mình tu gì mình đi. Tại vì ông Minh mà đạo này ông nói thần thông rồi ông Minh Tạng này khi nó ông nói này nọ thì bắt buộc mình nhân chức tại ngoại. Yeah. Mình giờ mới tướng ông gần là ông nói là biết rồi, ông này là ông trung cực rồi, nói gì với người ta biết phải trơn rồi, không ai cũng có quốc gia thứ sáu ai không biết cũng có. Yeah. Cho những người mà không có kiến thức không có nhìn là biết rồi, khi chú đi giờ là 4-5 người đây cái nhìn cái biết người nào hiền hậu này, như người nào cái gì biết chân giỏi cho mình không nói cái gì. Dạ. Yeah. Còn ông nổi kia mà ông làm những lấy hình tướng thôi, không làm gì vậy. Tôi nói chuyện gì có lộn vậy? Nào, nói chuyện gì đâu mà dữ dằn, làm dữ dằn. Bà tôi bữa nay mấy chú lên một cái clip này cho tôi xin nói là mấy chú lên luôn khúc này cho tôi nữa. Dạ. Tôi thấy ở bên cái hội của Phật giáo của ông mà Việt Từng, khi mà các cái Phật tử lên hỏi cái mấy ông đó, nhất là tướng mà cái ông mà có cái mọc cái nhân năng khác, ông nói kiểu chìm xuồng. Yeah. Phật tử nói bây giờ á, người ta đồn đãi là ông Minh Tạng bây giờ nó vậy đó. Minh Tuệ chứ. Minh Tuệ chứ. Yeah. Ông nói kiểu đi giờ không binh bên nào, chỉ binh Phật thôi. Ông nói kiểu chìm xuồng. Yeah. Bây giờ nhờ quên hội nói là dứt phát, ai chặt ra chặt, ai trúng ra trúng. Tu mà khi dễ người ta khùng điên này kia đó, người ba lơn kia nói tu gì. Ông là cái gì mà tu đó. Yeah. Ông làm gì cũng cho ông khi dễ người ta, cũng nói này nọ đủ thứ gì vậy. Rồi nhiều rồi cái bé hỏi mấy ông Phật tử, hỏi mấy cái ông mà ấy. Ông nói tàn thế thì nó kiểu chìm xuồng. Yeah. Ông nói là binh với mấy ông. Ông nói dây cây nhiều nhánh. Bây giờ cái người nào cực khổ là cực khổ, còn cái người nào sung sướng là sung sướng. Ông nói vậy là nói sao? Yeah. Tu mà không chịu hành.
giống như nói cái số của sư Minh Tuệ là cái số phải là mày phải cực khổ. Dạ. Còn ổng là phải chứng tướng. Dạ. ông nói Phật tử vậy đó, bây giờ cứ gì cúng dường cho ông đi, ông cũng là người tu đó chứ không phải ông cúng dường ông là nhịn đói sao. Ông nói ông là người tu chứ không phải mà nhưng ấy đâu Minh Tuệ đâu. Dạ. Tại vì ông Minh Tuệ cái số ông cực khổ, ông phải ăn ngủ ngủ định như đó là ông mà tu rồi mà cái hành xác. Dạ. Tu lang thang mà lên là nói Phật Thích Ca trong cái gốc. Dạ. Mà ông Phật Thích Ca khi nào mà ông lên ngồi cái ghế, ông đắc đạo mà ông lên cái ngồi ghế cao luôn, ông chết ông còn nằm bên giường thì đi không nằm được cái trong nhà nữa. Dạ. Cái nhà ông thịt ông cũng nằm ở ngoài đồng nó mới thành Phật. Dạ. Đối với sư hai ở đây là mình tu về ở bên đạo Phật là có nghĩa là mình chịu sung sướng mới đắc quả hay là chịu cực khổ mới đắc quả sư? Hành mới đắc quả chứ sung sướng sao đắc quả được. Tu mình đừng có lấy tiền của ba tánh ba gia. Ví dụ mình tu mình cũng nhờ ba gia ba tánh mà nhưng ta cúng vừa mình vừa đủ ăn thôi. Cũng như mà ông dạy đó, mình vừa đủ ăn thôi. Đó. Là mình để cái đồng tiền đó để mình giúp đỡ cho những người dân nghèo khổ. Đó, người dân người ta không có phước mình. Yeah. Người ta không biết tu, người ta không biết phước mình. Mình giúp đỡ người ta mình độ cho ta quay đi. Cái đồng tiền đâu phải lợi tới các chùa chuyện làm gì, có khi nào mà ông nào mà đắc đạo mà có các chùa đó. Ví dụ như bây giờ tôi nói giờ các mà cái vị tổ có ông nào mà các chùa bự được Phật Thích Ca đó là ông tu ông chết ông tịch mà đồng quá chứ đâu có được đâu mà ấy. Có ông nào bây giờ tính hờ như mấy ông YouTube ông quay lên hơn cái cung điện. Yeah. Hơn cái cung điện luôn. Đó, ngồi cái ghế thì mấy chục triệu, có trăm triệu luôn. Đó. Rồi hỏi đâu tiền đâu ra đây. Có thấy mấy ông đi làm gì không? Không thấy làm gì vậy. Nhưng tu theo cái hạnh đầu đà của sư Minh Tuệ là mỗi ngày chỉ ăn được một bữa. Ừ. Yeah. Ai cũng nhiều không lấy luôn. Dạ. Yeah. Không. Theo con biết là sư ở đây là sư cũng dùng cơm một ngày một lần đúng không? Đúng rồi, tôi ngày xưa đó, tôi đi giờ tôi còn hơi dùng cơm nha. Chứ cái ngày tôi lên đây đó là mấy chú nói tôi ăn rau không à. Lên trên điện chân ăn rau không có ăn, không ăn được. Mà tôi thấy bây giờ tôi ép cái xác tôi quá. Thì nó yếu, mình lớn tuổi rồi. Dạ. Bây giờ ăn cũng ăn chén cơm rồi. Dạ. Nó ăn chứ ăn cũng chén. Chứ không có ăn quá được, mình ăn quá nó hết thuốc. Mình ăn nói gì chứ mình tu mình ăn quá nó hết thuốc rồi. Mình ngủ quá cũng hết thuốc, không có gì đâu. Bây giờ cái kiếp người thì cũng để mình nói, mình bê tính nó quá ngắn ngủ. Yeah. Thời gian á, thì nó không chờ đợi. Bây giờ mình cứ việc mình ăn ít, mình ngủ ít là cũng mình sống dài. Mình ăn hết thuốc thì nó chết rồi. Nó có ông nào mà nói tôi ăn nhiều để sống dài không? Ăn hết thuốc à. Đó, bây giờ cũng vậy thôi, tu này cũng vậy thôi. Bây giờ thí dụ tôi nói giờ mấy chú ốm mà sống lâu dài thì mấy ông nội mập tôi lên máu chết gì đó. Dạ. Bởi mình suy nghĩ bây giờ mình cái gì cái tiền ba gia ba tánh á, tôi yêu cầu mấy sư bây giờ mà nếu tôi lên clip này á, ăn uống phải cho chừng mà ăn quá cũng dở. Dạ. Nhưng mà tùy theo người ta mập là ta mập cái cơ địa chứ người ta cũng đâu có ăn trời được. Trời ơi, nói gì chứ, cái ăn này cũng lọc lắm, nó mập lắm như cơ địa gì. Dạ, vì con gì con kêu nghe con đứng sát bên nó giảm căng lại sư ơi. Dạ. Căng lại đi, bớt căng đi. Dạ, mô Phật à. Cái ăn này tôi nói chứ nghe ăn nhiều khi cũng có cái nghiệp nha. Dạ. Cái bụng thì nó lo mà cái miệng nó đòi ăn hoài đó. Dạ. Cái miệng nó gặp lên nó muốn ăn mà cái bụng thì nó lo mẹ rồi. Sao cái, ngộ sư? Ngộ. Bởi cái nghiệp đó là cũng có cái nghiệp, cái nghiệp đó chứ không phải không có nghiệp đâu. Ai không biết xấu, nhiều người mập quá đi đâu mệt chết bà luôn mà không ăn không ngưng được. Yeah. Không ngưng được sư nói cái này nghiệp đó tiền của mình xài mà bị mất phước nữa. À, tiền xài mất phước là sao sư? Tiền xài mất phước là tôi nói bây giờ mình xài không có đúng. Ví dụ người ta cúng dường là chú đi ra ngoài rồi chú nhậu nhẹt ăn uống không có đúng. Rồi chú mua dư chú bỏ. Ví dụ như chú ăn trong đó là có nửa ký thịt heo à. Ví dụ như mình tìm không, chú mua 1 ký ăn cái chú bỏ. Có nhiều người lấy danh dự đi vô nhà hàng kêu một mâm ra ăn, chỉ gấp 2-3 đũa bỏ mâm thôi. Yeah. Đi ra ngoài chợ, cái bà kia bán rau mỗi một lọn rau 5.000, trả 3 lọn 10.000.
mà cái gạo được bao nhiêu đâu, mà cái mâm cơm lên gần cả triệu bạc, tôi thấy nhiều cái không. Yeah. Mình cái đó là cái mất đích. Tại sao có người nghèo này bán bó gạo có 5.000 ha, mà bây giờ trả 3 bó có 10.000, người trả sao? Còn mâm cơm này mình gấp một hai đũa mình bỏ, kêu ra là mình lấy danh dự mình, cái danh dự này sao là mất cước, chứ không phải là nó mình ăn quá mình ỷ có tiền mình ăn quá. Ví dụ như cái người này nè, người ta bán rau bây giờ coi như là 3 bó như vậy là coi như 15.000, thôi giờ thấy thôi tôi đưa chị 20.000 bò chị, cái đó là cái ngon, cái đó là cái phước. Cái cộng rau người ta kiếm khó khăn, cái đồng tiền này có 20.000, còn cái mâm cơm này là bây giờ nó từ giá là 300-400.000 mà gấp đũa đũa bỏ, cái đó là mất phước nha, cái đó là mất phước đó, chứ không phải gì thì mình ăn làm gì mất phước. Mà điều mình ăn đó mình ăn quỷ bỏ. Quỷ bỏ gọi là lãng phí hay sao? Đó luôn lãng phí đó. Tôi nói luôn là lãng phí rồi đó. Ví dụ gì đó, ví dụ như giờ mình đi, mình đi trên tuyến đường như vậy đó, mình phải liệu cho nó rẻ. Ví dụ như trường hợp bây giờ á, mình đi là cái quán A quán B đó, mình thấy trong bụng mình lên tới đó bán cái quán cơm nó bán 50.000 vậy không, còn kia bán 30.000 vậy đó. Mình tiết kiệm đồng tiền là cái phước, lại quán cơm 30.000 ăn thì nó rẻ được, là mình tiết kiệm được phước. Chứ không phải nói giờ đợi quan sang mình ăn được cái gì. Không được chứ, mà nó mất phước. Mà cái đồng tiền này mình xài á, không bao giờ mà dư đâu, thiếu người ta khổ đâu. Nếu người mình có cái tâm có cái đức rồi đây, bao nhiêu không đủ được. Mình gặp người nghèo mình cho nè, gặp người già mình cho nè, gặp người ta không có nhà cửa, mình dư nhiều quá mình cắt cái nhà cho ta ở trong nhớ đời mình suốt đời. Nhưng mà những cái đồng tiền mà nhận những cái ví dụ đi, những cái vị tu nhận á, nhưng mà không có đem xây cắt chùa và đem về gia đình như vậy là những cái Phật tử mắc nợ vị sư đó kiếp trước hay là như thế nào sư ha? Mắc nợ thì tôi nói bây giờ đời bây giờ là ma mị không à. Ông Dũng chồng của bà Hằng bà nói là mấy sư ơi đừng có nói dốc nói láo, nói dốc nói láo ma mị là ông Dũng đó, tôi nói đó, đem cái đồng tiền nó nói tôi xây chùa sửa chùa mà đem về nhà xài đó, nó nặng dữ dằn mà những cái kiếp này là nhờ mình có cái phước, mình có cái phước mình hưởng phước, không ai nói chứ rồi cái kiếp sau tới nó hết phước rồi, hủi gùi không bay. Hết phước rồi, hết phước là hủi gùi không bay luôn. Tại sao có người ta nói tại sao mà ông có hồi đó ông giàu lắm mà vợ ông nghèo dữ dằn, tại vì ông làm hết phước, còn người ta giàu hoài tới đời con đời cháu người ta. Cháu ta là tại vì người ta bòn phước thêm, còn thấy không? Tôi nói thì dụ như chú, mấy chú nè, mấy chú xạ lúa thì tới mùa mấy chú có lúa cắt, mấy chú không xạ là không có, bây giờ mấy chú làm phước đi, cái đời chú không hưởng thì đời con chú hưởng thì thôi. Chứ không có chuyện vậy. Giống như là mình gieo nhân thì gặp quả, mình trồng trồng cây thì sẽ có thu hoạch. Chú có thu hoạch đó, chỉ nói thế thôi. Mà cái đồng tiền này nó lọc, nó là ma ám. Bởi ông thanh sĩ ông nói là có đường mặt người gần nó bơm mưu, thì đi giờ mấy chú mà có tiền đi quỷ ma nó theo chú, mà nhưng mình giữ chữ tâm. Cái đồng tiền nó có thể hại người, nó hại người là như thế này, nó hại người bây giờ ma con ma nghiệp nó theo, nó hại người, thấy mày có tiền đeo hoài, còn chú không có tiền là ông không đeo gì. Mà chú nên nhớ rằng mấy cái ông mà tu mà mấy ông nghèo nghèo chứ tôi luôn, mấy ông giàu tôi luôn để không kiềm chế được, không kiềm chế được ăn sang này cho nó không có kiềm chế được thì tiêu nha. Bởi nhiều ông nhiều người ta ẩn tu, ẩn tu vô núi non này cho ta ẩn tu, vui núi là ẩn tu, là người ta là cái đó là người ta tu yếu rồi ta mới ẩn vô ta tu, ta trốn bị cái ban nghiệp đó, ta trốn không phải gì. Còn cái ông mà tu trong ngon lành như mà ông Minh Tệ đó thì ngon lành luôn. Đó là Minh Tệ giờ lúc này đang bị khủng thế mà với cái mặt người ta tuyệt đối chạy thế đâu đấy. Như là ngài chấp nhận đối diện với cái nghiệp của mình luôn. Đối nghiệp. Mà tôi coi cái clip của ông gì mà ấy gà đó hết. Ông khéo quá chỗ này mà tôi trọng. Cái ông này ông YouTube này ông ấy cái gà đó, ông gì thì cái gà những gà đó. Ông vác cái bình nước lên. Là không biết là ông thử ông này gì đó không biết ha. Là ông nói thôi giờ thầy ơi tối rồi tôi để cho dùng thầy không được. Bây giờ tôi chỉ tôi ăn một bữa rồi nước tôi uống bữa không để cho dư. Bây giờ mà minh gà đem lại đá ra để đi là coi như là cái ý của ông này là ông giữ giới dữ dằn.
bây giờ thí dụ như vậy để đây vô cái hang đá mà dạ, ở đây dạ. Để đây uống gì đâu, không được, để đi rồi nói ông sư nào lên đi dọc đường uống chứ không để được, chứ mình nước lọc thôi dạ. Mình nước lọc thôi, thành ra coi như là ông Minh Tài thì ổng ngon không, đó là giữ giới, giữ giới giữ dần được. Thì bây giờ thí dụ như là cái ông này ông nói bây giờ lại hỏi cái người mà ta tu đắc đạo là thấy bao nhiêu đứa là đắc đạo, đắc đạo cái vụ bình nước không là người ta là không cho, vụ bình nước này dễ gặp mấy cái ông mà không biết giữ giới không trời để đại bằng đi một con mình dắt đâu phải không yeah. Mà nhưng phải dắt ngoài khỏi cốc không, cái cốc ông ở tu nó phải khỏi cốc không, không để trong cái cốc được, thì từ cái chỗ đó là coi như ổng ăn một bữa là một bữa chứ không cần ổng cho dừng. Tôi nói bây giờ ví dụ tôi nói mấy chú YouTube tội nghiệp, mấy chú lên nhiều cái clip nghe thấy tội nghiệp không, ổng nói nhiều cái lý là bởi giờ Phật lo cho ổng, không ai lo cho ổng nổi, bị đám tà đạo cái đám ma dương mình theo nó phá ổng, nó nghe tao nói đủ thứ nổi mấy chú theo nó lòn lỗi vô đó em, rồi bắt đầu nó làm tiền người ta, rồi nó lòn lỗi nó làm sư, rồi nó làm ni đủ thứ yeah. Rồi nó quýnh này với nó, mà nhưng bây giờ chỉ có Phật độ ông thôi, không ai độ ông không, giống như hiện tại thì sư Minh Tệ là đang gặp một cái kiếp nạn mà cũng tự luôn. Tự sư Minh Tệ mới vượt qua được thôi chứ còn thì Phật độ yeah. Cái này giờ tao nói giờ cái món ăn ông cũng nó cũng thuốc luôn đó, không thuốc luôn mà như thuốc được yeah. Thuốc được thì Phật nó che chở cho người thuốc được thuốc. Dạ. Yeah. Dòng cúng ai cúng ngàn à chứ đâu chê được. Dạ. Yeah. Giờ đó cúng mẹ nó đưa trái bắp chích thuốc không cho. Mà nhưng ổng cũng đạo. Nhưng mà tới ngày duyên tịch rồi thì cũng phải chấp nhận thôi, cũng phải ăn thôi. Thì bây giờ tôi nói bây giờ cũng như mình coi mà cái clip của ông mà ông Phật mà gì đây là đạt ma đó. Dạ. Yeah. Yeah. Tới ngày chết cũng phút chết chứ ai chết. Ông ăn phút chết luôn. Thuốc mấy đợt ông dùng nội công, ông dùng cùng khí công, ông ngồi thiền á, ông đánh ra. Và cái đợt cuối cùng là bị dính luôn, dạ. Biết là dính rồi, ăn rồi chết. Giống như... Rồi bây giờ như Phật cao gì cũng bị ăn học, người ta không thuốc. Mà nhưng ông bị cái nghiệp, con gánh đá trong cái đúng đó, ăn cũng chết luôn. Dạ, dạ. Phải không? Giống như biết rồi nhưng mà vẫn phải ăn. Giờ biết rồi, ông vẫn phải ăn. Dạ. Cũng như bây giờ tôi nói chú mẹ chú nghe. Mấy chú đưa tôi lên đây, thí dụ mấy chú đưa tôi lên, tôi nói phản quán cho mấy cái ông mà tu giả này, mấy tu giả nó ghét mấy chú đó. Mà những mấy chú mới làm cái chuyện mấy chú nghiệp, mấy chú mới làm. Dạ. Như đó. Dạ. Chứ mấy ông chú đưa kinh lên là mấy ông là ghét chú lắm. Nhưng mà cái nghiệp thì cũng phải chấp nhận. Phải chấp nhận thôi. Dạ. Đó tôi nói bây giờ, sống ở đời, mình đừng có sợ quá, mà mình đừng có đừng để ý quá thì cũng được. Cứ gì làm mình làm đúng rồi yeah. Đúng rồi bởi có lòng thần họ pháp độ mình chơi, mình làm đúng là lòng thần họ đáp mình độ mình chơi rồi. Cảm ơn sư rất là nhiều. Nam mô Phật.